Gia đình ông Đặng Hòa, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà là một trong hàng ngàn gia đình học tập tiêu biểu được các cấp hội đánh giá cao. Mặc dù có những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ gia đình ông xem nhẹ việc chăm lo việc học tập của con cháu. Chính quyết tâm đầu tư cho giáo dục ấy đã giúp cá nhân ông và các thành viên của gia đình trở thành những người giỏi giang, thành đạt trong cuộc sống. Tôi đã lan tỏa cái vấn đề của gia đình mình và tất cả các con cái tôi cũng phải là học hành tới nơi tới chốn, và hiện tại các cháu cũng đã tốt nghiệp đại học, trong đó có một cháu đã là một tiến sĩ khoa học. Tôi vẫn xác định là việc học là vô cùng quan trọng, việc học là không có cái trang cuối cùng. Cuộc vận động xây dựng các gia đình học tập đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc vận động nhân dân học tập suốt đời, nâng cao dân trí và trình độ văn hóa, giúp cho đông đảo người dân trở thành những lao động có nghề. Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần tích cực vào việc xây dựng diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa. Mô hình cộng đồng học tập cấp địa phương phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê là một trong những mô hình tiêu biểu hiện nay. Cái phòng đọc sách như thế này sẽ giúp được con có nhiều cái kiến thức trong cuộc sống của mình hơn, và được sự quan tâm của các thầy cô và các cô chú phường Vĩnh Trung thì con cảm thấy rất là vui và rất là biết ơn các cô chú cũng như các thầy cô. Toàn dân hưởng ứng rất là cao, và qua học tập các mô hình công dân tập thì đời sống rồi cái nhận thức người dân rất là ý thức rất là cao, đây là làm cho cái tình địa phương càng ngày càng an toàn và vững mạnh. Mô hình gia đình học tập, công dân học tập ở thành phố Đà Nẵng hiện đang được triển khai nhân rộng theo bộ tiêu chí hướng dẫn của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam gắn với xây dựng chính quyền số. Do đó, tiêu chí mô hình gia đình học tập chính là sản phẩm, là mục tiêu của chuyển đổi số, là động lực, nhân lực cơ bản để vận hành xã hội số. Có thể nói đây là phương pháp tiếp cận phù hợp giúp tăng cường vận dụng chuyển đổi số trong quản lý và triển khai các hoạt động, theo hướng gắn với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, từ đó góp phần chuyển biến rõ nét công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố trong thời gian tới.